biết rành pháp không nội và tướng không của pháp không nội biết rành pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh và tướng không của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, biết rành chân như và tướng không của chân như, biết rành pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Và tướng không của Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, biết rành thánh đế khổ và tướng không của thánh đế khổ, biết rành thánh đế tập diệt đạo và tướng không của thánh đế tập diệt đạo biết giành bốn niệm trụ và tướng không của bốn niệm trụ biết giành bốn tránh đoạn, bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo và tướng không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo biết dành bốn tịnh lự và tướng không của bốn tịnh lự, biết dành bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tướng không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, biết dành tám giải thoát và tướng không của tám giải thoát, biết dành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tướng không của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, biết dành tất cả pháp môn đà la ni và tướng không của tất cả pháp môn đà la ni, biết dành tất cả pháp môn tam ma địa và tướng không của tất cả pháp môn tam -Ma ma địa biết rành pháp môn giải thoát không và tướng không của pháp môn giải thoát không biết rành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tướng không của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện biết rành năm loại mắt và tướng không của năm loại mắt biết rành sáu phép thần thông và tướng không của sáu phép thần thông biết rành 10 lực phật và tướng không của 10 lực phật biết rành bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tướng không của bốn điểm không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, biết rằng pháp không quên mất và tướng không của pháp không quên mất, biết rằng tánh luôn luôn xả và tướng không của tánh luôn luôn xả biết dành trí nhất thiết và tướng không của trí nhất thiết biết giành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng và tướng không của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng biết giành quả dự lưu và tướng không của quả dự lưu biết giành quả nhất lai bất hoàn a la hán và tướng không của quả nhất lai bất hoàn a la hán biết giành quả vị độc giác và tướng không của quả vị độc giác biết giành tất cả hạnh đại bồ tát và tướng không của tất cả hạnh đại bồ tát biết giành quả vị giác ngộ cao tột của chư phật và tướng không của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật